kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Đức Bần Sĩ Vô Danh Tiên Tri Chiến tranh Trung Đông Tận Thế do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Năm Bính Tý 1996, tôi có cơ may từ hải ngoại về Việt Nam diện kiến Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh tại nhà cô Lê Ngọc Mai, quận 6, Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này tôi dự thính ba đêm ngài thuyết pháp ứng khẩu ba băng cassette tựa để cứu nguy tận thế. Sau đây là bài về Lô Tô cuối băng số 3 cứu nguy tận thế. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ Bần sẽ tiếp tục lời nói này đặt thành bài Lô Tô coi có đánh hay không. Đánh chớ, Lô Tô ra phải đánh chớ. Kỳ này Bần quyết định đánh cho thắng, chứ không có bài nữa đâu. Đây Bần sẽ kêu bài Lô Tô, nếu thua kỳ này Bần sẽ nghỉ luôn không còn đánh nữa. Bữa này chắc chắn. Khùng thắng được rồi, công của khùng ngồi, sắp từ con số khùng nguyện nghiên cố, đánh trận giặc lòng, đánh bạc gầy sòng, trông mong đắc thắng, chắc rằng hiểu đặng, chẳng có chơi vơi. Khùng nói một lời, bà con nên hiểu, đừng có cách kiểu, ôi hỡi cũng ra, thiết thiết tha tha. Khùng điên còn dại, con này đánh bạc, tiếp tục con kia, đánh sáng đánh khuya, đánh chiều đánh tối, đánh cho nó thối, nó chối đánh luôn. Đánh triệu đánh muôn, đánh cuồng đánh dại, đánh cho nó bại. Nguy hại cả rồi. Đánh núi đánh đồi, đánh xô xuống biển, đánh cho vang tiếng, lừng lấy đông sông. Đánh tới cộng đồng. Đánh không có nghỉ, tào nguyện trực trị, đánh bạc đánh bài. Lô tô hằng ngày. Chờ thôi con số. Người đang nhân cá, hiêm lại thù hăn. Giữ lại hay lành. Đang rảnh đang giựt, thật là quá cực. Bị đánh lô tô, ta quá bảy mô giờ này sắp kế thì là thượng đế tiêu diệt không còn thức dậy hao mòn canh khuya chờ đợi số nào rượu vợi chờ mãi không ra chắc số của ta kêu trời kêu đất chắc rằng phải mất bá tánh chị em con số ta xem chờ hoài không có nó đem nó bỏ lấp ngỏ đâu rồi từ ở nơi đồi xuống đây chờ đợi khắp miền thế giới bốn biển năm châu, con chuột con trâu, con hầu con hồ, con mèo mới khổ. Quý vị chúng sanh, quý vị dáng ngồi, chờ thôi con số, mặt trời gần lỗ, con số nào khai, đánh trong đánh ngoài. ra thay rồi biết, ta đầy giả điếc, giả bộ đừng nghe, như in hình vẻ. Số ba ra trước, ta đo mực thước đúng mực đã rồi. Cứu nguy tận thế trang 148 đến 151, Đức thầy Bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1996. Lời bình, câu sấm. Con mèo mới khổ. Quý vị chúng sanh, như in hình vẻ, số 3 ra trước, ta đo mực thước. Đúng mực đã rồi. Câu sấm con mèo mới khổ ám chỉ mở sáng ngày thứ bảy ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023 ngày 23 tháng 8 âm lịch năm mèo quý mão, chiến binh Hồi giáo Hamas mở cuộc đột kích lãnh thổ Israel, bùng nổ chiến tranh Trung Đông đưa loài người đến họa diệt vong tận thế. Câu sấm số 3 ra trước, cụm tử ra trước ám chỉ khởi đầu thế chiến 3 có con số đánh Deloto là số 3 nghĩa là năm mèo 2023. Ngài cho biết chắc chắn không sai. Ta đo mực thước đúng mực đã rồi. Đờn kêu hát khúc IB mèo kêu vang dậy thời kỳ mới khai. Năm mèo mới rõ mới hay, 2023. Cuối mèo phải chịu trắng tay khắp vùng. Mèo kêu đừng có nói khùng. Coi chừng hỡi sẽ chập trùng tới đây. Đờn kêu đức cậu không dây. Nửa mèo tặc tử tà tây loạn cuồng. Mèo kêu lệ chảy dầm tuôn. Ai ơi đừng khổ đừng buồn đừng lo. Đừng giàu đừng có bì so. Mau trơn hối cải rồi lo làm hiền đờn kêu cho tới thị thiền. Thôn quê cũng vậy nối liền cùng nhau. Đờn kêu sóng bùa ba đảo. Ai khôn ai dại ai giàu cũng vong. Đờn kêu ai ví thiện công. Rồi đây sẽ mở mây rồng tường chi. Đờn kêu tiêu hết con gì. Bần buồn nước mắt lâm ly châu mày. Ngồi buồn chẳng nói với ai. Chi cơ chút xíu luận bài rồi xem. Đờn kêu bần đứng bên rèm Muốn về cho rảnh không thèm nói năng đờn kêu chưa được tròn trăng, thì là thượng đế san bằng tiêu tan. Đờn kêu đừng có nghinh ngang, ỷ thân ỷ thế rụi tàn từ đây, đờn kêu danh dự khỏa khuây, đờn kêu ai lũ tà tây chôn vùi. Đờn kêu phải dáng ngậm ngùi, ta thương ta nói ta vui làm gì, đờn kêu ơi hỡi sầu bi. Mèo qua thì lại rồi đi nơi nào, gò cao thành vũng thành ao, thành biển thành biển ta đau đớn lòng, rồi đây ngập đến rừng tòng. Đờn kêu các bậc dáng trông dáng chờ, thầy còn ẩn dạng bí thơ. Chờ trong cơ đạo vậy thời hồi quy. Đờn kêu ngàn dậm vậy thì, kêu trong bá tánh lâm ly châu mày. Đờn kêu trong lại kêu ngoài, hết hơi hết tiếng hết bài thi văn. Đờn kêu việc đến khó khăn. Bình Dương còn dạy dáng hàng dáng chi. Phép tài đấu chiến suy nguy. Ba bên bốn phía hành nghi sẵn rồi đờn kêu chưa lặng người ôi. Do ngài thượng đế quay rồi phải ăn. Ta đờn đó khó khăn sắp tới, khắp hoàn cầu thế giới lung lay. Thứ ba tranh pháp tranh tài. Đem ra thi đấu trong ngoài khổ đau. Phải như vậy mới nào khai mạc, phải làm theo lệnh của Phật trời. Tội cho người ác người ơi. Ngài cầm cung lệnh tuyệt đời tiêu tan. Sông biển đó máu tràn như hải, xương ngổn ngang ba bảy như rừng. Vậy mà bá tánh chưa hưng còn vui còn thích còn mừng buôn ba, tiếng đờn kêu chan hòa đẫm lệ, nếu ai ngoan bảo vệ hồn thần. Đặng sau về được tân dân, hưởng mùa hoa nở ngày gần rồi coi. Kinh Phật Vương Di Lạc Trang 22 đến 25, kết tập từ mở P3, luận cơ chi đạo từ phút 73 do Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết năm 1998, thiền tịnh biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1999. Lời bình cuối năm mèo quý mão 2023, bùng nổ chiến tranh Trung Đông. Đờn kêu hát khúc ai bi. Mèo kêu vang dậy thời kỳ mới khai. Năm mèo mới rõ mới hay, 2023. Cuối mèo phải chịu trắng tay khắp vùng. Sau màn chiến tranh Trung Đông, sẽ tới màn chiến tranh Á Đông Thái Bình Dương dậy sóng ngút trời. Đờn kêu ngàn dậm vậy thì. Kêu trong bá tánh lâm ly châu mày. Đờn kêu trong lại kêu ngoài hết hơi hết tiếng hết bài thi văn, đờn kêu việc đến khó khăn. Bình Dương còn dạy dáng hàng dáng chi, phép tài đấu chiến suy nguy. Ba bên bốn phía hành nghi sẵn rồi, đờn kêu chưa lặng người ôi. Do ngài thượng đế quay rồi phải ăn, sông biển đó máu tràn như hải, xương ngổn ngang ba bảy như rừng, vậy mà bá tánh chưa hưng. Còn vui còn thích còn mừng buôn ba, tiếng đờn kêu chan hòa đẫm lệ nếu ai ngoan bảo vệ hồn thần phụ lục chuyện bên thầy sau đệ nhị thế chiến nhật đức ý bị đồng minh đánh bại nhật bị hai quả bom nguyên tử nhật hoàng đầu hàng vô điều kiện một hôm đức thầy đang tiếp chuyện với hai vị khách quý thuộc hàng trí thức hôm nay nhằm ngày trực của ông giáo khương ông khương vừa bưng nước trà đến phòng khách nghe một vị khách hỏi thầy thưa ông tư sau đệ nhị thế chiến chấm dứt ông Tư có thể đoán trận giặc thứ ba sẽ xảy ra không? Nếu có thì vào năm nào? Và ở đâu? Đức Thầy đáp, trận giặc thứ ba sẽ có, nhưng tôi không thể định chắc vào năm nào. Vì còn do sự gieo nhân của nhân loại, nếu họ gây tạo nhân ác nhiều thì sớm, bằng ít sẽ muộn hơn. Nhưng... Cũng trong chu kỳ hạ ngươn này, còn ngỏi chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông. Thuật theo lời ông giáo Khương, đờn kêu khổ sở bi ai, đói đau chi siết dạn dày hay không, đờn kêu biển hải mênh mông, đờn kêu hãy dáng lập công bồi đường, đờn kêu vạn quốc thê lương. Tới đây rồi Thái Bình Dương rượu vời, sống đi coi hát người ơi, bù đào đủ kép vậy thời đỏ đen, Bình Dương sóng động nhiều phen dáng xem gánh hát trúc kèn vang vang. Đờn kêu nước Việt an bang. Nghe đây khùng khiệu trổi vang tiếng đờn. Quay về nguồn cội trang 268, kết tập băng lộ huyền cơ bốn do Đức Cậu Bần Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết thập niên 80, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1997. Sydney, ngày 7 tháng 11 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem